Vâng, đấy. Nhà người ta thì sinh đứa con gái là người ta có tiền mua cho đất, cho nhà. Nhưng mà cái này bố có gì cho bọn con đâu. Bố gọi bọn con ra có việc gì đấy bố? Đấy, bây giờ bố mẹ nuôi con, lo cho con thì lúc còn bé thôi, bây giờ các con xây dựng gia đình rồi, có cháu rồi. Đấy, thì các con phải tự lo liệu lấy bản thân, và cái ăn cái uống thì bố mẹ có thể giúp đỡ được, còn cái cuộc sống hàng ngày của các con là bố mẹ không thể nào mà giúp các con được. Thế theo ý của hai đứa chúng mày là như thế nào? Vâng, bố nói gì cứ nói đi. Con ở đây con vẫn nghe mà. Vâng. Thế thì bây giờ là mỗi một tháng là hai vợ chồng con đóng góp với bố 3 triệu tiền ăn, tiền điện, tiền nước. Chứ bây giờ bọn con còn phải lo cho tương lai. Mỗi một tháng là các con đóng với bố mẹ là 3 triệu tiền ăn. Thế thì bây giờ bố hỏi các con này, công việc đình đám khách khứa bây giờ ai lo? Đấy, các con cũng phải nghĩ là bây giờ các con chỉ đóng góp với bố mẹ 3 triệu tiền ăn. Đấy, còn tiền điện, tiền nước, tiền đứng, tiền ngồi, tiền khóc, tiền cười, nó nhiều loại tiền lắm. Thế bây giờ ví dụ như trường hợp các con có khách này, hay các con sinh nhật này, đi sinh nhật bạn bè này, hay là các con muốn mua cái gì đó, thì bây giờ thì các con lấy tiền đâu? Bây giờ xin bố mẹ, bây giờ các con đi làm được đồng nào các con lo vào bản thân các con. Thì cái tiền của các con đóng góp với gia đình là chỉ đủ ăn thôi chứ, làm gì dư được đồng nào. Không dư được đồng nào thì bây giờ khách khứa của các con, bạn bè các con đến tiền đám cưới đám sinh, các con phải tự túc thôi. Vì bây giờ có đóng góp gì vào gia đình đâu mà các con muốn bố mẹ phải lo cho các con. Đúng ra là bây giờ có tiền mua đất thì các con cũng nên làm nhà riêng. Thế nhưng mà bây giờ chưa có tiền mua đất thì các con phải là tiết kiệm, làm được 10 đồng thì ăn lấy 3 đồng thôi, còn 7 đồng đấy, nhon góp lại hoặc là cùng góp với bố mẹ để lo mua lấy một mảnh đất nữa. Hoặc là không có tiền mua đất thì những nhà chung cư nó rẻ thì mình mua. Còn bây giờ các con cứ làm được đồng nào, lo cho bản thân hết, ăn hết, tiêu hết, chơi hết, thì đến cái lúc cần tiền, ốm đau, bệnh tật thì các con hỏi ai? Vâng, lúc nãy nhà con cũng nói chuyện với bố rồi đấy. Bây giờ bố tính xem tình hình như thế nào. Vâng, bây giờ thì ở với bố mẹ thì bọn con góp được tiền ăn, tiền điện, tiền nước với bố mẹ thôi. Bây giờ các con có lo vào gia đình đâu mà các con hỏi bố mẹ. Đấy. Các con phải suy nghĩ cho thật kỹ, xong bắt đầu để ra quyết định. Chứ còn đừng có nói rằng là mỗi một tháng đóng góp với bố mẹ 2 triệu, 3 triệu. Bây giờ các con đi làm được đồng nào các con không cho bố mẹ, thì chắc chắn là đến cái lúc các con cần tiền thì các con không thể nào xin được bố mẹ. Đúng không? Vâng, đấy là từ bố quyết thế nào thì quyết bọn Bây giờ con. các con suy nghĩ đi, xong bắt đầu mới đi ra quyết định. Còn bố mẹ thì không cấm đâu, không khuyến khích các con là phải là bắt là phải cho bố mẹ bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà trong một cái gia đình là phải có đồng quỹ cùng tập trung. Đấy, thì đến cái lúc khách bố cũng như khách con có thể mời anh em bạn bè, có thể đi công nọ việc kia, thỉnh thoảng về quê còn có tiền. Chứ còn bây giờ các con không cho bố mẹ thì chắc chắn đến cái lúc cần tiền thì các con cũng không thể nào hỏi được, vì bây giờ có đâu. Bây giờ bố mẹ đi làm chỉ đủ ăn, còn hai đứa con thì
làm được đồng nào, ăn chơi phè phỡn hết đồng đấy. Đấy, hôm nay là bố gọi hai đứa con ra đây để bố nói chuyện với các con, để cho các con hiểu được về cuộc sống, hiểu về cái đồng tiền. Không thế đến lúc bảo là bố mẹ, là bố là mẹ nó khổ lắm. Bây giờ con của các con đẻ ra, các con để cho bố mẹ trông, các con đi làm. Để tiền được bao nhiêu các con ăn, các con tiêu, tiền điện, tiền đóm, tiền 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 ăn, tiền uống, các con chỉ góp với bố mẹ 3 triệu, tức là chỉ đủ góp, đủ ăn của các con thôi, chứ không dư được đồng nào. Đấy, thì mai kia các con có cần tiền thì đừng có hỏi bố mẹ, thế thôi. Vâng, đấy là tùy bố thôi. Đấy, bố nhà con cứ nói chuyện thế nào thì nói. Giờ khách bố thì bố lo, còn nếu mà trường hợp mà bọn con có khách thì bọn con tự bỏ tiền ra bọn con tiếp khách. Thế xem nhà con tình hình thế nào, nhà con nói thế nào, nói thế nào thì con nghe thế. Vâng, đấy là từ bố quyết thế nào thì quyết.